Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Bão ngầm trên biển Phong Lan, chương 6. Hai gã nhân viên của nàng rút nhanh ra cửa. Họ đều mặc áo tơi mưa ngắn trên đầu gối, nên Khẩu Tiểu Liên biến gọn trong mình một cách dễ dàng. Lisa ghé sát vào tai Văn Bình, nói nhỏ. Anh có biết tại sao em không sợ anh bắt làm con tin hay không? Chàng không đáp. Lisa véo cánh tay chàng, giọng nũng nịu. Anh đáo đầy lắm. Anh không thể bắt em làm con tin, bởi vì... Văn Bình bịt miệng nàng. Bởi vì cô đáo đầy hơn tôi nhiều. Cô thừa biết tôi không dám giết cô, không dám làm cô đau, chứ đừng nói là giết cô. Tôi chỉ có thể bắt cô làm con tin nếu tôi có đủ nhẫn tâm để giết cô. Cô không lạ gì tôi. Tôi vốn mềm yếu trước đàn bà, nhất là đàn bà đẹp tuyệt vời như cô. Nhưng cô đừng tưởng bở, tôi tuy không hại cô, song lại sẵn sàng giết những kẻ cấm tôi yêu cô. Đi xa nhìn quan quất. Thôi đừng nói bậy, chồng em mà nghe được thì khổ. Khổ mấy tôi cũng chịu. Chồng em chỉ làm khổ em, chứ đâu có chạm đến anh. Tôi sẽ cho hắn một bài học. Thôi đừng nói bậy, anh có chịu im đi không? Thì tôi im, nhưng chồng cô là ai? Đi xa, lặng thinh, mặt nàng lộ vẻ bối rối. Trong cơn bối rối, nàng đẹp sắc sảo hẳn lên. Chàng muốn ôm nàng, ngoạm một cái thật đau, nhưng phải kiềm hãm dục vọng, vì hai gã mặc áo tơi mưa lù lù đi phía sau. Xe hơi đợi dưới đường là một chiếc Austin, nghĩa là kiểu xe do hãng này sản xuất làm xe chở mướn hoặc taxi. Tân Gia Ba là thuộc địa Anh nên xe hơi Anh đầy đường. Austin là một công ty xe hơi Anh nghèo nàn về phương diện thẩm mỹ. Xe hơi Anh đã cao tầng ngầm, chiếc xe này còn cao hơn. Nó trông như cái hộp vuông vức, kiêu kỳ và nghiêm nghị. Tốc độ thì chẳng nhanh gì hơn xe gắn máy hai bánh là bao. Nó chỉ được cái lợi là bên trong tha hồ rộng rãi, không sợ đụng đầu, hai chân được duỗi tự do. Trên xe chỉ vón vẹn có người tài xế. Hai nhân viên mặc áo tơi của tướng Tokita toan trèo lên băng trước ngồi chung với tài xế. Thì đi xa đã dõng dạc. Các chú lên xe phía sau. Một tên lúng búng phản đối. Thưa cô, một mình cô e bất lợi. Đi xa nghiêm mặt. Trách nhiệm tôi chịu, các anh cứ để mặc tôi. Văn Bình buông mình xuống nệm mút gắn lò xo êm ái. Trong xe có máy điều hòa khí hậu, lại có tấm kính ngăn cách tài xế với hành khách phía sau, nên Văn Bình cảm thấy thoải mái. Chàng biết là đi xa đuổi hai nhân viên để được thảnh thơi trò chuyện với chàng. Chàng không tin là nàng đóng kịch. Tia mắt ướt át của nàng đã có giá trị hơn những lời thú tội. Tuy vậy, nàng vẫn ngồi yên, trong khi tài xế lái dọc theo đại lộ vườn cây. Văn Bình cất tiếng. Đi xa. Nàng thở dài. Không khéo em điên mất. Chúng nó trèo lên xe để bảo vệ. Em thì lại không muốn. Cô thừa hiểu rằng tôi không bỏ trốn mà. Em không nói như vậy. Em không cần chúng nó bảo vệ em chống lại ý định bỏ trốn của anh. Nhưng em rất cần được bảo vệ chống lại sự yếu mềm. Anh nói là anh yếu mềm. Thật ra, đàn bà còn yếu mềm hơn rất nhiều. Từ nhiều năm nay, em thèm yêu mà chưa hề được yêu. Em chỉ là con chim quý nhốt trong cái lồng son. Xe hơi được che rìm kín mít. Văn Bình chẳng biết tài xế lái đi đâu. Chàng chỉ thấy vòng ở một ngã năm và quẹo trái, nên đoán già là xe hơi chạy vào đại lộ mang tên ông Clemenceau, chính trị gia Pháp cừ khôi. Đại lộ này dài lê thê ngoằn ngoèo từ phía bắc thành phố đến gần khu Hoa Kiều. Nó bọc hậu một ngọn đồi, nơi tọa lạc đồn binh của đảo. Du khách thường ghé đồn binh để vãn cảnh. Đầu này là hí viện quốc gia kiến trúc tối tân, đầu kia là trung tâm nuôi cá đẹp mắt, với đủ loại cá cũng đẹp mắt không kém. Và nằm lọt ở giữa là công viên của vua George đệ ngũ, địa điểm của những cuộc hẹn hò. Văn Bình vốn ghét xe hơi che rìm, nó tạo ra cảm giác bó buộc tù tống như người vợ mỹ lệ, thèm thay đổi thực đơn yêu đương, bị ông chồng quán quân ghen tuông nhốt suốt đêm suốt ngày trong phòng kín. Tuy vậy, đêm nay chàng lại khoái, vì ít ra nó có thể giúp chàng ôm hôn đi xa. Nghĩ là thực hành, đi xa ngồi ở góc trái, không nằm trong tầm mắt của tài xế, trừ khi hắn luôn luôn nhìn kính chiếu hậu. Văn Bình nhanh nhẹn nhích lại gần nàng, và nàng chưa kịp khám phá ra ý định của chàng để có phản ứng kịp thời, thì chàng đã siết chặt môi nàng. Như thế môi chàng là khối từ thật. Đi xa đeo cứng lấy chàng. Trái tim nàng mê mẩn, nhưng lý trí nàng vẫn còn tỉnh. Và trong khoảnh khắc, lý trí đã thắng. Đang dính cứng vào người chàng, đột nhiên nàng buông bỏ một cách phũ phàng. Văn Bình ôm hai vai nàng, toàn kéo lại. Nàng vung tay gạt ra, giọng sắt như dao chém đá. Thôi đi anh. Văn Bình không dám tấn công thêm nữa. Nàng im lặng và chàng cũng ngồi yên lặng. Một lát sau, nàng mới nói. Anh tha lỗi cho em.
Từ khi lớn khôn đến giờ, chưa khi nào em lại dám liều lĩnh như vậy. Hôn đàn ông mà em cho là liều lĩnh à? Vì anh không phải là chồng, em là gái Nhật. Gái Nhật được nuôi nấng trong truyền thống võ sĩ đạo. Chồng em lại hết sức nghiêm khắc. Nếu em muốn, anh sẽ giải phóng cho em. Em không muốn, định mạng đã ăn bài, em phải tuân theo. Đàn bà Nhật thường tuân theo định mạng. Dẫu cho em muốn chống lại, em cũng không đủ sức. Nhưng vẫn còn có anh. Vô ích, anh sẽ thiệt mạng vô ích. Thiệt mạng vì em. Người đàn ông nào ngấp nghé đến em đều bị chồng em thắng tay hạ sát. Bằng võ thuật à? Vâng, bằng võ thuật. Có lẽ số hắn đã tận nên mới gặp anh. Anh ơi, anh tài giỏi thật đấy. Nhưng anh chưa đủ võ công để thắng nổi chồng em đâu. Mặc dầu chồng em chỉ có một chân. Trời đất, chồng em là thiếu tướng Tokita. Vâng, em cứ tưởng anh biết. Trên toàn cõi Biển Đông, kể cả Trung Quốc, chưa có ai giỏi võ bằng chồng em. Xe hơi đang trèo dốc, tứ phía tối mò nên Văn Bình không phân định được vị trí. Khi bước xuống, chàng mới nhận biết là đang ở bờ biển. Mặt nước trắng nhấp nhô sau lớp đá đen xì và rặng thông cao san sát. Tiếng sóng rào rào chen lẫn với tiếng gió thổi qua rặng thông vi vu. Đèn đóm hoàn toàn tắt ngúm. Quang cảnh thật tĩnh mịch. Bóng đêm mù mịt không cho phép Văn Bình phóng tầm mắt thật xa. Tuy nhiên chẳng có linh cảm đây là vùng biển phía Tây, nơi có khu hoa viên ngàn một đêm lẻ của ông vua giàu Cù La Con Hậu, được coi là tỷ phú tàu. Xe hơi đậu trước gara, phía trước gara là hàng rào cao gấp đôi đầu người bằng cây được cắt tỉa, nên Văn Bình không nhìn thấy cổng và đường cái. Nghĩa là những đặc điểm có thể giúp chàng sau này có thể khám phá ra tòa nhà của thiếu tướng Tokita tọa lạc ở khu nào trên đảo. Là thủ lãnh tình báo chuyên nghiệp có khác, hắn đã che đậy một cách chu đáo khiến Văn Bình có mắt cũng như mù. Chàng bước qua thửa vườn rộng trong toàn cây thuốc, đến dãy nhà bên trái, mở cửa vào phòng, chàng không ngăn được sửng sốt vì Tokita đã chu đáo đến nỗi không để lại một món đồ gỗ hoặc tranh ảnh nào. Căn phòng hoàn toàn trần trụi, trải nệm dày như trong võ đường. Cuối phòng có một cái tràng kỹ bằng gỗ đánh vẹt ni, không chạm trổ cầu kỳ như thường thấy trong tư gia ở Tân Gia Ba. Bên trên cũng không lót nệm để chủ nhân ngồi hoặc nằm cho êm. Đối diện cái tràng kỹ có hai cái đôn, mặt gỗ cứng đét và lạnh lùng. Đi xa mời Văn Bình. Xin ông chờ một lát để tôi cung thỉnh thiếu tướng. Đi xa đã bắt đầu thay đổi cách xưng hô. Nàng rón rén lui ra ngoài. Văn Bình đợi khoảng 5 phút mới thấy người đàn ông già bưng khay nước vào. Hắn đặt cái khay bằng tre đan xinh xắn xuống đồn, từ tốn lật ngửa hai cái chén nhỏ, rồi rót nước trong ấm vào chén. Khi ấy, chàng mới nhận thấy cái ấm và hai cái chén đều bằng ngọc. Một thứ ngọc đại quý màu hồng có gân đỏ, nước trà tàu màu xanh hổ phách, nhưng đến khi được rót vào chén, nó lại chuyển sang màu hồng. Và trong hơi khói nghi ngút, Văn Bình còn ngửi được một mùi thơm lạ. Không phải là mùi thơm của trà, dường như mùi thơm này từ khối ngọc tiết ra. Chàng nghe tiếng mở cửa ở phòng bên và có tiếng bước chân người rất nhẹ. Chưa thấy người, chàng đã biết đó là thiếu tướng Tokita. Nếu không phải là hắn, thì khó tạo được cách đi nhẹ như lá rụng. Kết quả của hàng chục năm tập luyện khinh công. Văn Bình thầm nghĩ, Tokita có gương mặt và dáng điệu cứng ngắc của người quân nhân chuyên nghiệp. Nếu hắn không già đúng số tuổi, thì cũng sẽ không che giấu nổi những nét phong xương sau nhiều năm sống trong rừng rậm, đầy mũi sốt rét và bệnh tật nhiệt đới. Người đàn ông dong dỏng cao đứng trước mặt chàng lại hoàn toàn khác với ước tính. Đi xa khen ngợi chồng không đến nỗi quá đáng. Tuổi thật của Tokita suýt soát 60, nhưng tuổi và dung mạo thân hình hắn chỉ trên 40 là cùng. Mà đàn ông cường tráng ở tuổi này thường được coi là cục cưng của phụ nữ. Trong hắn, người ta phải có cảm tưởng hắn là đại trí thức, với vầng trán vuông rộng, nước da trắng trẻo, với bộ ô phục nhũn nhặn hợp thời trang. Tuy nhiên, điểm nổi bật trên người Tokita là cặp mắt. Mắt hắn sâu và sáng, nhìn trân trân không chớp và tóe ra một đốm lửa. Thảo nào đi xa sợ chồng và thần phục chồng, vì mắt Tokita là mắt của pháp sư thôi miên. Cặp mắt có khả năng moi móc tâm can thiên hạ. Cặp mắt ngó ai là người ấy mê mẩn hoặc nổi vây ốc. Thiếu tướng Tokita đứng nghiêm, cúi rạp thi lễ theo lối Nhật. Chào xong, hắn nói bằng tiếng Nhật. Xin được miễn giới thiệu, chúng ta đã biết nhau là ai. Mời ông an tọa và tạm dùng trà. Trà này do tôi tự tay trồng trên đồi, bón bằng chất mún đặc biệt và cũng tự tay tôi hái ủ cách phơi nắng, phơi sương. Hấp thụ đầy đủ tinh túy âm dương nên uống rất bổ. Chừng nào ông trở về Sài Gòn, tôi sẽ gửi biếu ông Hoàng một bình. Tôi nhờ uống trà này mà xương sống còn thẳng ro, làm việc cả ngày không ngoái lưng. Người Tàu gọi loại trà của tôi là âm dương trà. Ông đã uống thử chưa? Âm dương trà được pha trong chén dạ khoa ngọc, thì trên trần thế không thể tìm đâu ra được thứ trà ngon hơn nữa.
hết Âm Dương Trà lại đến Dạ Quang Ngọc. Tokita quả là tay có bản lãnh phi thường. Hắn coi chàng là kẻ thù bất cộng đái thiên. Hắn mời chàng đến chẳng phải là để khoe tài ẩm thực. Hắn dùng thủ đoạn nhà nghề thì chàng cũng sẽ dùng thủ đoạn nhà nghề đáp lễ. Văn Bình bèn nâng chén trà uống cạn một hơi. Nước trà Âm Dương thật là ngon. Nó vừa xuống đến cổ họng chàng đã cảm thấy sảng khoái, dường như một đại võ sư vừa truyền công lực vào kinh mạch cho chàng. Thiếu tướng Tokita cười mỉm rồi nói với giọng dịu dàng. Dư luận đồn về ông không sai chút nào. Nếu là người khác thì chén trà sẽ còn nguyên. Sợ nước trà có độc, phải không ông? Nhưng ông đã uống một cách ung dung. Điều này chứng tỏ ông tin cậy tôi. Ông biết tôi không phải là đối phương tầm thường. Đại tá Dách 28 Tống Quan Bình, ông xứng đáng là đối phương của tôi, mặc dầu ông kém tôi một đống tuổi. Ông có biết trong trường hợp ông từ chối chung trà, tôi sẽ làm gì không? Thưa tôi không có tài đọc gan ruột thiên hạ. Ông khéo lắm. Ông dư biết là trong trường hợp chung trà bị từ chối, tôi sẽ chấm dứt ngay câu chuyện. Tôi không nghĩ là thiếu tướng cất công bố trí chỉ để mời tôi thưởng trà và đàm luận suông. Thật đấy, ông tin tôi đi. Mấy chục năm trước, khi tôi đang phục vụ trong miền rừng rậm Thái Miến Mã, nhiều người đã cho tôi mắc bệnh khệt khùng. Tôi bỏ đi trước ngày chiến tranh kết thúc, mặc dù thượng cấp rất cần tôi. Chỉ riêng vốn liếng võ thuật của tôi cũng đủ giúp tôi tìm được cuộc sống bảo đảm về tinh thần và vật chất ở quê hương. Phương chi, tôi còn là kỹ sư hóa học độ cao. Gia đình tôi rất giàu và đặc biệt có liên hệ huyết thống với hoàng đế. Nói cách khác, tôi là hoàng thân, tôi còn là triệu phú. Ông có thấy hoàng thân triệu phú nào quen cảnh cung vàng điện ngọc, lại lang thang ở chốn thâm sơn cung cấp hàng chục năm, uống nước suối, nhài lá cây trừ cơm, nằm chung với mãnh thú hay chưa? Chưa, thiếu tướng chính là người thứ nhất tôi được biết. Cảm ơn ông, các cộng sự viên của tôi thỉnh ông đến đây là để có dịp nhìn tận mắt, rờ tận tay một người tài và để biếu quà. Thiếu tướng biếu quà cho tôi à? Ông cho như vậy là lạ lắm sao? Không có gì lạ cả. Trong những năm giang hồ phiêu bạt, tôi đã thu thập được nhiều vật báu. Nếu đem tính thành tiền thì kho tàng của tôi còn hơn gấp chục, gấp trăm lần của chìm của nổi toàn thể gia đình tôi. Kìa ông chỉ mới uống một chén. Chén đầu thường chưa ngon lắm vì nước chưa thấm vào ngọc. Phải từ chung thứ nhì trở đi, chất ngọc tiết ra màu trà bắt đầu đổi khác. Hương vị của nó mới thật là kỳ dị. Mà hương trà kỳ dị thật. Văn Bình đã uống hàng trăm thứ trà khác nhau, kể cả những thứ trà đại quý như trà mã trà. Người ta dùng ngựa cho ăn lá trà bắt chạy vài vòng thấm mệt, rồi giết ngựa, mổ lấy bao tử, pha trà, được tắm nước miếng và nước tiêu hóa của con vật với nước sôi. Có những thứ trà chỉ mọc trong những kẽ đá ở núi cao ngất trời, quanh năm mây tuyết phủ kín không có lối lên. Người hái trà chỉ có thể trèo bằng dây, nhiều khi phải thách đố với tử thần. Cả tháng trường mới mang về được một gói lá. Lại có những thứ trà không được phơi nắng, vì hơi nắng làm chết mất tính chất của trà. Người ta chỉ được nhét trà trong ống nứa, đào lỗ, chôn thật sâu xuống đất, bên trên vun lá thành đống, châm lửa đốt. Nhưng hãy coi chừng, nếu lỡ tay đốt quá nhiều lá và đốt quá thời hạn, thì trà trong ống nứa sẽ chín giòn, không còn pha uống được nữa. Pha trà, người ta thường coi nước mưa hoặc nước suối là thích hợp nhất. Song Văn Bình còn biết một thứ nước làm hương trà gia tăng tột độ, đó là nước đá. Không phải là nước đá trong tủ lạnh, mà là loại nước đá được chế tạo bằng hóa chất và bán đầy đường. Thứ nước đá này hiếm như vàng, có lẽ còn hiếm hơn cả vàng nữa. Vì muốn kiếm thứ nước đá này, phải đến tận xứ Nepal, dọc triền núi Hy Mã Lạp Sơn. Nepal là cái thung lũng được vây bọc bởi 55 ngọn núi cao ngất. Trong số đó có đỉnh Everest cao nhất thế giới. Phải theo dân địa phương trèo lên khoảng giữa của hai đỉnh núi Âm Dương, Sanka, đến cái vực tròn nước đá đóng cứng thành khối từ nhiều thế kỷ, đập vỡ từng mảnh, đem nấu ra nước rồi mới pha trà. Mang nước đá xuống chân núi thì nước đá tan hết, vì thế người ta phải bỏ trong bình thủy, nhưng lộ trình quá hiểm trở nên cũng chẳng mang được bao nhiêu. Hương trà thơm thơm trong chớp mắt, thâm nhập vào các đường dây thần kinh và não bào của chàng. Chàng vẫn tỉnh mà như say, và tự dưng chàng cảm thấy yêu đời lạ thường. Chàng thấy vạn vật quanh chàng rực rỡ và thân thể chàng khỏe dội, tưởng như có thể bóp sắt thành bùn. Thiếu tướng Tokita đặt chén trà vào khay rồi hỏi Văn Bình. Ông đã du lịch nhiều, tất phải biết cặp núi của vợ chồng Sanka, nơi được mệnh danh là thung lũng tình yêu ở vương quốc Nepal. Tôi đã sống tại đó nhiều năm, đó là thiên đàng hạ giới. Ở đỉnh cao 3.000 mét mà ông vẫn thấy hoa nở, đặc biệt là loại hoa sơn lựu đỏ chót, bông nào bông nấy lớn bằng cái tô và thơm ngào ngạt. Nước ở đó pha trà tuyệt ngon, dầu là nước đá trên núi hay nước suối dưới khe. Người địa phương múc nước nấu rượu nên rượu trang của họ cũng rất ngon. Ông có biết tại sao tôi lại lần mò đến thung lũng tình yêu không? Vì bản tính cầu kỳ, tôi vớ được bộ chén ngọc Dạ Quang,
mà sử xưa nói là ngọc của người Biện Hòa đời Chiến Quốc, tìm thấy ở núi Kinh đem dâng cho vua Sở. Núi Kinh thời đó, tức là núi Âm Dương San Ca thời nay, cho nên tôi phải cất công đến tận nơi. Tôi không khám phá ra nơi có núi ngọc, nhưng ít ra tôi cũng được uống trà bằng nước San Ca rót trong chung dạ qua ngọc. Văn Bình ngó thiếu tướng Tokita bằng luồng nhẫn tuyến ngạc nhiên. Hắn kể chuyện say sưa thật sự chứ không phải giả tạo. Vẻ mặt hắn mơ màng như hắn đang thả hồn về quá khứ xa xăm, đầy hoa mộng. Hắn quên bẵng đang đối diện với một đối phương lợi hại, có thể xuống tay làm giữ bất cứ lúc nào. Thiếu tướng Tokita vẫn tiếp tục, giọng thao thao bất tuyệt. Tôi còn quên chưa giải thích cho ông nghe lai lịch của bộ ấm chén này. Chỉ có cặp chén là bằng dạ qua ngọc, còn cái ấm ngọc là giả. Đúng ra nó cũng được tết bằng ngọc, song loại ngọc không được quý. Ngọc dạ quang từ vua Sở qua tay vua Triệu rồi đến vua Tần. Trải qua bao nhiêu gian nan, hàng chục viên thượng tướng bị tử trận, quốc gia nghiêng ngửa. Vua Tần mê ngọc dạ quang, bèn đem 15 thành đoạt chiếm được của nước Triệu trả về cho vua Triệu để đổi lấy nó. Về sau, người ta mới đặt nó tên là Ngọc Liên Thành. Vua Tần thống lĩnh toàn cõi Trung Quốc, sai đem ngọc dạ quang gọt làm ngọc tỷ. Ngọc dạ quang nằm chìm trong khối đá lớn. Cái ruột là ngọc, còn lớp đá bọc ngoài là thứ ngọc xấu hơn, nên được tách rời khỏi cái ruột và được cất giữ trong kho nhà vua. Đến thời Mạt Tần, lớp đá này cũng bị mất cắp và trong nhiều năm liên tiếp thất lạc trong dân gian. Đầu nhà Thanh nó được người thợ ngọc bán cho cháu chắt của Lạc Tương Như, rồi được tiện gọt thành một cặp chén uống trà. Địch mạng thật lạ lùng, cháu chắt của Lạc Tương Như mua được nó thì khác nào vật hoàn chủ cũ. Chắc ông còn nhớ Lạc Tương Như là môn hạ của vua Triệu. Sau chỉ nhờ tài biện luận sắc bén chống lại âm mưu của vua Tần, toàn đoạt không ngọc dạ quang nên được vua Triệu phong làm thượng tướng. Họ Lạc từng mang ngọc dạ quang trong mình từ Triệu sang Tần, do đó biết rõ tướng mạo và bản chất của viên ngọc. Cháu chắt của họ Lạc cũng biết rõ vì họ Lạc đã ghi chép đầy đủ trong gia phả. Nước Tàu bị loạn lạc, tình cờ sở hữu chủ của cặp chén trà bằng ngọc dạ quang lại là tôi. Người ta đặt tên nó là dạ quang ngọc rất đúng, vì trong tối nó tỏa ra ánh sáng như có linh tinh. Nó còn có đặc điểm bài trừ tà ma, đặt bên mình thì luôn luôn tránh được những bệnh thời khí như sổ mũi, nhức đầu, cảm mạo. Nó mở đâu thì ruồi, mũi, nhện, rắn mối không dám bén mảng đến trong đường kính 50 thước. Và kỳ diệu hơn là nó giống như da thịt đàn bà. Tại sao? Vì da thịt đàn bà mịn màng, nhưng da thịt đàn bà còn một đặc điểm bất hủ khác. Đó là trời nóng thì mát rợi, trời lạnh thì lại ấm. Đó là chưa kể đến những mùi thơm của cặp chén, hòa trộn với mùi thơm của nước trà. Thiếu tướng là người sung sướng nhất đời. Tôi nghĩ rằng những nhà đại phú trên trái đất dám bỏ hết sản nghiệp của họ để đổi lấy cặp chén trà, thiếu tướng cũng không bán. Ông nói đúng, cặp chén ngọc này vô giá. Nếu đặt giá, tôi có thể kiếm được người sẵn sàng mua với giá 2 triệu Mỹ Kim. Nhưng ông đừng nghĩ là tôi sung sướng nhất đời. Có những người sung sướng hơn tôi cả chục lần. Tôi chưa hề thấy ai. Chẳng hạn như ông. Thiếu tướng căn cứ vào đâu mà quả quyết là tôi sung sướng nhất đời? Vật quý nhất trên thế gian là tình yêu. Ông hội đủ điều kiện để được đàn bà yêu. Hôm nay ông lại được thêm một sung sướng khác. Vì tôi mời ông đến đây là để biếu ông cặp chén ngọc dạ quang. Văn Bình đứng dậy lùi lại một bước. Tai chàng rất thính. Tokita lại nói giọng dạc, chàng không thể nghe lầm. Tại sao Tokita lại chịu mất luôn một lúc 2 triệu đô la Mỹ? Nghĩa là hắn muốn thả con săn sắt để bắt con Caro. Cặp chén trà trị giá 2 triệu đô la. Điều này đúng hay sai, phải đợi thời gian trả lời. Nhưng còn các thùng thép đựng chất độc đi xa, có khả năng giết hàng triệu con người trên thế giới, thì chàng biết chắc là có quốc gia sẽ bỏ ra từ 100 triệu đô la trở lên. Tokita khôn lắm, nhưng đó là khôn vặt. Cái khôn không tương xứng với thanh danh lẫy lừng của anh hùng chân gỗ. Văn Bình lắc đầu. Đa tạ nhã ý của ông, nhưng tôi không thể nhận. Thiếu tướng Tokita ngắt lời. Ông từ chối là đúng. Vào hoàn cảnh của ông hiện nay tôi cũng từ chối. Vậy thì ông còn ép tôi để làm gì? Vì ông từ chối là do hiểu lầm. Ông từ chối vì trong thâm tâm ông nghĩ rằng cặp chén dạ quang ngọc là món quà hối lộ. Chúng ta tốt nhất nên thành thật với nhau hơn nữa. Ông tưởng tôi biếu cặp chén ngọc để yêu cầu ông rút khỏi Tân Gia Ba, mặc cho tôi chiếm hữu các thùng chứa độc dược đi xa, phải không? Phải, tôi thẳng thắn ca ngợi tính bộc trực của ông. Ông Văn Bình à, ông đã nghĩ sai bét. Ông và tôi không phải là hai người, hai tổ chức duy nhất ngấp nghé hóa chất đi xa. Đang còn nhiều người và nhiều tổ chức khác. Ông ở lại đây hay không, cũng không làm kế hoạch hành động của tôi thay đổi. Và lại vấn đề hối lộ chỉ được đặt ra nếu ông là người trên của tôi. Thứ nhất, về tuổi tác, tôi gần gấp đôi ông, nghĩa là ông chỉ đáng làm em út. Về khoảng tuổi tác thì tôi không phản đối. Thứ hai,
Kinh nghiệm về trường đời, ông cũng chỉ đáng làm em út tôi. Tôi xin mạn phép không đồng ý. Ông giỏi chữ Hán, tất biết lão Âu bắt tuế, thua xa Phượng Hoàng sơ sinh. Lâu lắm anh hùng chân gỗ Tokita chưa hề nghe ai thách thức. Việc đó sau này sẽ tính. Nhưng còn lý do thứ ba, lý do đó là tài nghệ và võ thuật. Ông có chịu làm em út của tôi không? Chuyện đó cũng để hạ hồi phân dài. Tức là ông vẫn có hy vọng đánh tôi ngã. Thưa ông, người ta chỉ nuôi hy vọng nếu chưa đủ thực lực. Tôi tin tưởng Mãnh Liệt như vậy. Ông tin tưởng Mãnh Liệt sẽ đánh tôi ngã. Xúc phạm bậc trưởng thượng là điều cấm kỵ trong nghề võ. Tôi không dám hồ đồ, ngay cả với đối phương, kẻ thù của tôi, kính lão đắc thọ mà ông. Phượng Hoàng sơ sinh lại khúm núm trước lão Âu Bát Tuế. Ông Văn Bền ơi, tôi biếu ông cặp chén quý là do thói quen khật khùng. Tôi mắc bệnh khùng, ông quên rồi ư? Thói quen của tôi là trước khi so tài, tôi tùy theo trình độ đối phương mà biếu quà. Kẻ quá kém cỏi sẽ chỉ nhận được một món quà tầm thường. Tôi dành quà quý giá cho đối phương đặc biệt. Trong nhiều năm giang hồ coi thiên hạ bằng nửa con mắt, tôi nguyện biếu vật tôi quý nhất là cặp trung trà Dạ Quang Ngọc cho kẻ nào đủ khí lực chịu đựng với tôi vài hiệp. Tôi đã đi vẹt gót chân, chờ bạc đầu mà chưa tìm thấy Tri Kỳ. Hy vọng ông đừng phụ tấm lòng ngưỡng mộ của tôi. Ông hãy nhận quà đi, rồi chúng ta hẹn ngày giờ giao đấu. Mến tài ông, tôi sẽ lựa đòn nhẹ. Tokita, ông tỏ ra kiêu căng phát lối quá mức. Nếu không vị nể ông, Tokita cắt ngang. Ông cũng vị nể tôi à? Tôi cứ tưởng ông chỉ vị nể người thiếp mỹ lệ của tôi. Người thiếp mỹ lệ nào? Ông Văn Bình giả vờ tài quá. Người thiếp mỹ lệ này là đi xa. Tôi mê chất đi xa nên lấy tên nó đặt cho nàng. Tôi quý nàng hơn hết, mặc dù tôi biết nàng nhẹ dạ, rất dễ nghe lời đường mật của đàn ông vạm vỡ khôi ngô. Ông muốn ra tay tế độ với người trầm luân phải không? Nàng sống với tôi sung sướng như ở trên tiên giới. Song nếu nàng than thở tôi cũng không khiển trách. Ông trẻ hơn tôi, khỏe hơn tôi, lại đẹp trai hơn tôi. Nàng có cảm tình với ông là đúng. Lát nữa nàng sẽ thấy rõ sự thật. Được, mời ông ra tay trước. Thiếu tướng Tokita cười nhạt, vòng tay thi lễ. Tôi chỉ giao đấu với một điều kiện. Nếu ông thắng, tôi nhường nàng cho ông. Nhược bằng ông thua, ông phải lãnh bộ chén ngọc mang về. Điều kiện của ông thật khôi hài. Như vậy tôi thắng hay thua cũng đều được lợi. Tôi xin đề nghị, nếu tôi bại, tôi sẽ đáp chuyến bay sớm nhất rời Tân Gia Ba. Không, tôi không chấp thuận đề nghị này. Vì bản tánh của tôi là muốn ông ở lại để tranh tài cao thấp về mưu lược. Ông tin chắc sẽ thắng sao? Chắc 100%, vì tài nghệ của ông chỉ vừa đủ làm em út cho tôi. Bình sinh, Văn Bình nhịn nhục rất giỏi. Nhiều khi bị địch lăng mạ tàn tệ, chàng vẫn phớt tình như không. Nhưng lần này, máu nóng chạy rừng rực vì chàng đã bị Tokita cố ý vùi xuống đất đen trước mặt người đẹp. Phút này, Disa đang ở phòng bên cạnh. Song nàng không thể không nghe. Chàng sẵn sàng bắt chước Hàn Tín, luồn trôn để làm việc lớn, miễn hầu không có mặt người đẹp. Thiếu tướng Tokita vừa chạm đến con hồ dữ đang nằm ngủ trong lòng điệp viên Dắt 28. Lệ thường, ít khi Văn Bình ra đòn trước vì không muốn mang tiếng là hiếp đáp, nhưng không hiểu sao khi ấy chàng lại nhằm mặt thiếu tướng Tokita hơi quyền ao ao. Trong đời hành động, chàng đã tấn công là đối phương ít có hy vọng tránh né. Atemi của chàng được phóng lẹ như chớp xẹt và nặng như búa tạ. Cho nên ngay sau khi đột kích, chàng đinh ninh nắm được thượng phong. Cho dầu là võ sư thượng thừa, Tokita cũng phải thất điên bắt đảo. Điều chàng không dè là Tokita vẫn thông dung. Bàn tay chàng chặt ngang yết hầu hắn, thì hắn đã nâng cùi chỏ lên đỡ. Chát một tiếng, sống bàn tay của Văn Bình chém xuống xương khuỷu tay. Tiếng chát khô khan này chứng tỏ xương của Tokita rắn như thép. Văn Bình tiến lên nửa bước, quét chân trái ngang mặt đất với ý định làm Tokita mất thăng bằng. Đồng thời co tay phải trong một thế cùi chỏ tuyệt diệu của bọ ngựa thúc vào giữa ngực Tokita. Hai đòn hiểm được tung ra một lúc, lại cùng với một công lực lợi hại như nhau. Chỉ chậm 1% tích tắc đồng hồ, Tokita có thể mạng vong. Nhưng hai chân Tokita vẫn trơ như đá, vững như đồng. Tuy đòn quét là một bí kíp nhu đạo, không những thế, Tokita còn nhấc một chân, dùng đầu gối chặn đòn ngực của Văn Bình. Và trong loáng mắt, hai ngón đòn tuyệt xảo của Văn Bình đã bị Tokita hóa giải. Văn Bình nhảy lùi, mồ hôi vã đầy trán, miệng kêu lên, bạch mi quyền phẫu. Tokita vừa vận dụng cùi chỏ và đầu gối để phòng thủ. Đó là đặc điểm của bạch mi quyền phẫu, bộ quyền của loài võ ngựa. Văn Bình thường tự hào là ông vua không ngai của bạch mi quyền phẫu. Chàng hàng tưởng tượng ở cõi Viễn Đông chỉ còn chàng là nắm vững được ám quyết của bộ quyền siêu đẳng có 102 này. Sự thật đã đến với chàng quá phụ phàng. Mới đó một ngày, gia nhân Bích Ngọc ở Sài Gòn đã đánh chàng sừng vững
bằng đòn cùi chó bọ ngựa. Giờ đây, đến lượt thiếu tướng Tokita đã sửa lưng chàng cũng bằng đòn bọ ngựa, những ngón đòn mà chàng coi là đòn ruột của chàng. Tuy nhiên, việc Tokita am tường Bạt Mi Quyền Phổ, dầu là am tường cặn kẽ với nhiều năm công phu tập luyện, cũng chưa làm Văn Bình sửng sốt, pha lẫn tức tối, pha lẫn thán phục, vì bộ Bạt Mi Quyền Phổ lấy sự quân bình của hai chân làm căn bản. Muốn học nó, việc đầu tiên là phải luyện tập cặp giò thật cứng. Không có ai cụt chân đến háng như Tokita mà dám học Bạt Mi Quyền Phổ, chứ đừng nói đến đạt trình độ thượng thừa về quyền pháp bọ ngựa này. Văn Bình đối diện với Tokita gần nửa giờ đồng hồ, nhưng mãi đến khi ấy mới chợt nhớ ra hắn cụt chân. Hắn lắp chân giả, song người ngoài không ngờ đến. Lối đi đứng của hắn thoải mái nhẹ nhàng như đủ hai chân. Khi ấy, Văn Bình cũng nhớ đến những bước đi nhẹ nhàng như lá rụng của Tokita. Trình độ khinh công của hắn đáng làm chàng ngã nón khâm phục. Khinh công vốn là môn võ công khó học, điều kiện tất yếu để học là phải có đủ hai chân. Vậy mà Tokita cụt chân lại giỏi khinh công. Chàng còn trẻ, hai chân dai và dẻo, song bản lãnh khinh công của chàng cũng chỉ ngang hắn là cùng. Đó là hắn què cụt, chứ nếu không mang chân gỗ, hắn đã hơn chàng một quãng đường xa lắc. Tokita cúi đầu chào theo kiểu phù tang. Vâng, đó là Bạt Mi Quyền Phổ. Ông còn nghề nào nữa, xin biểu diễn nốt cho kẻ hèn này thụ giáo. Văn Bình chuyển sang thái cực quyền, vận dụng kình lực vào đầu ngón tay, chọc mạnh vào mạng sườn của thiếu tướng Tokita. Chàng không nhắm tử huyệt, vì theo kinh nghiệm, võ sĩ cao cường thường phòng thủ tử huyệt rất kín. Chàng chỉ hy vọng đánh dập xương hông đối phương. Đối với võ sĩ thái cực quyền, thì hai bên xương hông giống như móng tòa cao ốc, móng sụp thì building nhiều tầng phải đổ. Tokita co rúm người lại để chịu đòn. Mạng sườn của con người gồm toàn sụn, chàng lại có cảm giác như là bằng bê tông. Đầu ngón tay chàng bị dội ngược. Tokita không hề bị thương tích, sắc mặt vẫn hồng hào. Hắn bước xéo rồi cười khẩy, giọng nói trở nên khinh mạn hơn bao giờ hết. Vốn liếng của Z28 chỉ có như thế à? Nếu Tokita tát tay chàng trước mặt gia nhân, thì cũng chỉ có thể làm chàng tức đến thế là cùng. Mặt đỏ bừng, gân tay run run, chàng gầm lên một tiếng quyết ăn thua đủ với võ sư cụt chân. Nhưng một lần nữa, chàng lại thất bại. Văn Bình tiếp tục tấn công mạng sườn và hai bàn tay chàng đau điếng. Trong khi ấy, Tokita vẫn nhớ nhơ như không. Điệp viên Z28 dọc ngang trên khắp trái đất chưa hề khuất phục ai. Đây là lần đầu chàng đương đầu với một võ sĩ hơn hẳn chàng một bậc. Chàng nhận thấy nếu không tìm cách kết thúc chóng vắn, chàng sẽ bị triệt hạ dễ dàng. Dù sao thì Tokita cũng đã lúng tuổi. Khí lực của võ sĩ suýt soát 60, khó có thể bằng được khí lực của võ sĩ trên 30. Hơn nữa, hắn giỏi các môn quyền cước viễn đông, vị tất đã ăn đứt chàng về võ Sambo, Nga La Tư và những môn võ kỳ dị khác mà chàng từng hấp thụ tinh hoa trong nhiều năm tháng lang thang từ Á sang Âu và châu Mỹ Latin. Phần nào chàng lép vế Tokita là do chàng chủ tâm gượng nhẹ. Chẳng hiểu sao chàng lại có cảm tình với hắn nên chỉ đánh đòn mê, đòn gây thương tích chứ không sử dụng đòn chết. Nhưng hắn đã chà đạp chàng xuống bùn đen, chàng không thể đóng vai quân tử thêm nữa. Chàng bèn hét lên một tiếng kia ai thật lớn. Tiếng thét từng làm nhiều đối thủ kinh hồn tán đởm, tay chân rụng rời. Rồi vung Batemi dồn hết tài năng vào những ngón đòn tối hậu.